Cách làm mắm chưng rất là đơn giản. Trước hết thì bạn chuẩn bị tất cả nguyên liệu. Bạn nhấn mũi tên nhỏ bên góc phải màn hình điện thoại xem trong phần mô tả giúp mình. Về cách làm, đơn giản lắm. Trước hết thì bạn xay mắm với lại trứng chung với nhau, xay trong 30 giây đến 1 phút. Đừng có xoay nhuyễn quá, làm thôi là xương nó vụn, nó bị rớt xuống. Và bạn lưu ý là những cái xương to thì bạn phải bỏ ra nha, trước khi là cho vào trong máy. Bây giờ thì bạn phi hành tây nè với lại dầu ăn thì bạn trộn đều lên rồi mới bật lửa lên. Bạn đảo đều đến khi mà vừa thơm lên là tắt lửa bếp, không có để cho cháy khét nha. Mình chuẩn bị một cái nồi hấp thì phía dưới là nước lạnh hoàn toàn, rồi mình cho hành tây vào trong thịt trộn đều lên. Bạn phải trộn như vậy thì một tí nữa mắm mình cho vào nó mới thơm ngon, nó không có bị tanh mùi. Bạn không có nên cho thịt với lại mắm cùng một lúc, thì như vậy thì cái phần mắm á, nó ngậy mùi chung với phần thịt rất là hôi và mình ăn không có được đâu. Đó là những cái mẹo mà mình được dì Hai chia sẻ, và các bạn nên làm thử theo cái cách của mình, đảm bảo là mắm chưng ra thơm ngon, không bị tanh miếng nào nha. Sau cùng thì bạn cho hết những cái phần nguyên liệu nè, còn lại bạn cho vào đường, nước mắm với lại hành lá, bạn cho vào trộn đều lên. Một lưu ý nữa là cái phần mắm trứng hồi nãy bạn vừa rây qua thì nó còn sót lại phần thịt ở trên thì bạn cứ bỏ đi nha, chứ bạn để vào là nó tanh lắm, ăn không có được đâu. Bây giờ thì mình cho lên bếp nè và mình bật ở lửa lớn nhất 50 phút. Tiếp theo mình chuẩn bị cái phần phủ lên trên mặt mắm chưng ha. Một quả trứng nè, rồi còn một ít hành hồi nãy mình có chừa lại một ít á, thì cho vào thêm một ít tiêu nữa nếu mà bạn ăn tiêu, còn nếu như bạn không thích ăn tiêu thì bạn có thể bỏ qua nha. Hoặc là bạn có thể bỏ qua cái phần phủ topping thì cũng được, nó không quan trọng. Sau khi mắm chưng chín rồi thì bạn cho cái phần phủ này lên, rồi bạn cho thêm, bật lửa lên thêm 5 phút nữa đến khi mà trứng chín đều hết thì bạn tắt bếp. Và đặc biệt ở cái phần mắm chưng này á, để cho nó thơm ngon hơn nữa thì mình cho thêm một ít bơ. Bạn cũng có thể bỏ qua phần này, nhưng mà theo mình đó thì bạn cứ làm thử theo công thức của mình chia sẻ đi, bởi vì cái món này đó dì Hai miền Tây nổi tiếng làm cái món này ngon lắm, nên là các bạn làm thử nha. Rồi mình đi ra ngoài vườn á, mình hái ớt vào để ăn kèm với mắm nè. Đây là cái ớt nhà mình trồng, nhìn nó ốm tông ốm teo mà nó sai trái khoảng đâu đó gần 100 trái á. Để hôm nào mình đếm cho các bạn coi ha. Đến khi mà mắm chưng chín nguội rồi luôn á, nguội mà còn ấm ấm thôi, nó săn lại thì bạn hãy cắt mắm chưng ra để cho nó đẹp. Và mắm chưng thì mình ăn nguội nó ngon hơn là nó còn nóng ha. Wow, ngon hấp dẫn quá. Chúc các bạn thành công nha. Có thắc mắc gì thì hãy comment cho mình. Cảm ơn và xin chào.